Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại ngay chỗ cái trục đường Hồng Bàng nha quý chú anh chị. Ở đây là hẻm 995 của đường Hồng Bàng ha. Thì cái hẻm 995 này thì nó là một cái con đường rất là rộng nha quý chú anh chị. Đường này thì nó rộng khoảng cỡ chừng là 8 mét ha, chưa tính lề đường hai bên nữa. Và phía bên kia là trục đường bến Phú Lâm của chú anh chị ha. Một nửa là bến Phú Lâm. Và một nửa bên này sẽ là đường Lò Gốm của chú anh chị. Còn nửa bên này sẽ là trục đường bến Phú Lâm ha. Phía bên kia nó có một cái trục đường nữa, đó là trục đường Hoàng Lê Kha. Còn phía bên này nó có một cái đường, đó là đường Lê Quang Sung nha chú anh chị. Thì hôm nay cũng Hoàng đang có mặt tại đây để review cho chú anh chị mình một cái ngôi nhà một trệt một lầu nằm ở quận 6 của chú anh chị ha. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 12 quận 6 nha quý anh chị. Nhà mình thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng của chú anh chị ha. Ngang là 3m và chiều dài của ngôi nhà của mình đó là 16m ha. Nhà mình thì nở hậu ở đuôi là gần 3m1 nha quý anh chị. Gần 3m1 ha. Ở nhà thì có sổ hồng riêng. Cách khoảng cỡ chừng 2 căn nhà thôi là của chú anh chị mình sẽ ra tới cái vị trí mặt tiền của cái đường này. Thì cái đường này nó rộng khoảng 6m, hướng này của chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên cầu Hậu Giang ha. Hướng về bên công an quận 6 nha quý anh chị. Ngay chỗ cái công an quận 6 có một cái công an quận 6 ở đây nè. Nếu của chú anh chị nào mà mình thường xuyên mình đi đổi giấy tờ xe hoặc là mình rút hồ sơ ở đồ thì nó có một cái công an quận 6 ở dưới ngay chỗ cái chân cầu của Hậu Giang của chú anh chị. Đó thì đi lên đó khoảng cỡ chừng là 400-500m thôi là của chú anh chị mình sẽ ra tới ngay chỗ cái cầu Hậu Giang rồi. Đó, ra tới mặt tiền đường Hậu Giang ha. Mình rẽ trái là mình đi về bên chợ Minh Phụng nè. Rồi chợ Bình Tiên của chú anh chị. Còn cái hướng ngược lại này là của chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên cầu Ông Buôn nha. Hướng này thì di chuyển về bên cầu Ông Buôn, hướng đi ra bên trục đường Hồng Bàng ha. Ra ngay chỗ cái vòng xoay Phú Lâm. Mình ra ngay chỗ chợ Phú Lâm nha cô chú anh chị. Ở đây là mặt tiền đường nè, mặt tiền đường của đường 995 đường Hồng Bàng. 995 đường Hồng Bàng. Ở đây thì vị trí có thể kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề của chú anh chị nha. Và mức giá của ngôi nhà này hiện tại chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng đó là 3.800.000.000 nha cô chú anh chị. 3.800.000.000 giá này thì chủ vẫn còn thương lượng của chú anh chị ha. Ở nhà mình thì sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng của chú anh chị. Giá mình thì còn thương lượng. Ở nhà mình hiện tại đang thuộc một sạc nha, cách hai căn nhà thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra tới cái vị trí mặt tiền của đường này. Thì cô chú anh chị mình có di chuyển xe hơi á thì mình di chuyển xe hơi rồi mình đi bộ vài bước chân là mình vô tới cái ngôi nhà của mình rồi ha. Ở bên kia là bên trục đường bến Phú Lâm nè, và phía bên này sẽ là trục đường bên Lò Gốm nè. Ở hướng đi qua bên bên Lê Quang Sung rồi mình hướng đi qua Hoàng Lê Kha để mình ra bên trục đường của đường Hồng Bàng ha. Thì cái căn nhà của mình đây, ở trong cái con hẻm này. Trong cái con hẻm này mình di chuyển vô bên trong nè. Cách khoảng cỡ 2-3 căn nhà thôi là cô chú anh chị mình sẽ ra tới cái mặt tiền rồi ha. Đó, hướng này mình di chuyển vô bên trong nha. Dạ em nghe chị Nhung ơi. Dạ chị đợi em tí nha, em gọi nãy giờ sao chưa nghe máy em. Dạ là đang đứng nhìn ở trước nhà hả chị? Dạ ý là đang đứng nhìn ở trước nhà hay sao chị? Dạ đúng rồi, mà cái đó nhà nó khóa số để em gán em hỏi rồi cái em gọi lại chị liền. Dạ. Ở thì cái căn nhà của mình ấy, căn trước mặt của chú anh chị mình nha, căn trước mặt này ha. Có bề ngang là 3m và chiều sâu vô trong là 16m của chú anh chị ha. Ở bên trong đây thì có khoảng cỡ 7-8 căn nhà thôi. 7-8 căn nhà tính luôn cái căn nhà mình đó, thì trong cái hẻm này có khoảng cỡ 7-8 căn nhà thôi cô chú anh chị. Ở thì căn nhà của mình là căn này. Căn mình của mình đó, thì đường cái là có khoảng không gian sân của chú anh chị ha. Thì mình có thể mình đậu được 3 chiếc xe. Mình đậu được 3 chiếc xe nha cô chú anh chị. Đó, đậu được thoải mái ha. Một trệt nè, một lầu ở bên trên nè. Ở bên trên thì có tổng cộng là 3 phòng ngủ. Ở bên dưới này thì có một phòng ngủ dành cho người lớn tuổi nha. Bên trên thì có nhà vệ sinh và bên dưới thì cũng có nhà vệ sinh luôn cô chú anh chị. Thì khu vực này sẽ là khoảng không gian sân của ngôi nhà mình đây. Khu vực sân ha. Sân này thì mình có thể mình đậu được khoảng có 3 chiếc xe. Sân này có thể đậu được khoảng 3 chiếc xe nha cô chú anh chị. Ở khu vực này ha. Ở mình đậu được khoảng có 3 chiếc xe. Và hướng này mình vô bên trong đó là mình vô bên trong nhà của mình có một cái phòng ngủ ở dưới trệt này nè. Ngang 3m và chiều dài là 16m nha. Ở đuôi thì nở hậu ra là gần 3m1 nha cô chú anh chị. Thực tế của nó là 3m07 với cô chú anh chị ha. Thì nói chung cũng sắp xỉ là gần 3m1 rồi.
ở đây sẽ là khoảng không gian để mình quay đầu xe, nó cũng thoải mái nè. Đó, thì cô chú anh chị mình nhìn nè, nhìn từ đây ra hướng ra đó là thấy luôn cái mặt tiền của đường 97995 của đường Hồng Bàng ha. Nói chung là di chuyển từ đây ra ngoài đó thì vài bước chân thôi. Thì nếu cô chú anh chị nào mình có xe hơi, mình đậu xe hơi ngoài đó xong cái mình đi bộ vô nó cũng khá là thuận tiện nha cô chú anh chị. Thì ở đây là khoảng không gian sân nè, khu vực sân của nhà mình đây ha. Sân này mình cũng quay đầu xe được cũng thoải mái nè. Thì hiện tại thì nói chung là khu vực ở đây thì rất là an ninh yên tĩnh nha cô chú anh chị. Ở đây thì an ninh yên tĩnh, nhà mình thì nói chung là lộ giới chỉ có tí ti thôi cô chú anh chị ơi. Nó lộ giới chỉ có dính được hai viên gạch này thôi nè. Chỉ có bị dính hai viên gạch thôi, còn khoảng không trong bên trong này không bị nha cô chú anh chị. Ở thì khu vực này sẽ là khoảng không gian khu vực sân để mình để xe ha. Mình để được 3 đến 3 chiếc xe, khoảng có 3 chiếc xe ở đây. Đó, mình để được khoảng 3 chiếc xe. Thì nhà mình cũng có một lớp cửa cổng ở đây nè. Đây lớp cửa cổng ha. Đó, bên này thì xây tường lên, cao khoảng cỡ chừng là 1,5 m nha cô chú anh chị. Rồi làm khung sắt bảo vệ lên bên trên khoảng cỡ nó khoảng cỡ 2 mét hơn đó cô chú anh chị, 2,2 m, 2,3 m cô chú anh chị nha. Đó, khoảng 2,2 m, 2,3 m ha. Đó, khoảng cái tường là cao lên nè. Ở đây bên đây thì sẽ là cửa, đó, cửa cổng. Bên trong thì có một lớp cửa kính nữa, cửa kính 4 cánh ha. Ở bên trên thì chủ cũng có làm cái bạt quay nè, bạt quay ở bên trên nè, nói chung là quay ra để che nắng che mưa. Đó, cũng khá là tiện nha cô chú anh chị. Đó thì giờ bây giờ Ngũ Hoàng sẽ di chuyển vào bên trong cho cô chú anh chị mình xem. Thì ở đây sẽ là khoảng không gian khu vực bậc tân cấp ha. Bậc tân cấp thì nói chung là cái thềm của mình nó sẽ cao hơn so với lại cái thềm sân là khoảng có chừng là 3 tấc các cô chú anh chị, khoảng có 3 tấc cô chú anh chị nha. Thì và đây là sẽ là khoảng không gian khu vực phòng khách của ngôi nhà mình đây. Khu vực phòng khách ha. Hệ thống đèn đồ cũng đầy đủ hết cô chú anh chị. Có trang thờ luôn nè. Rồi hai bên tường thì chủ ốp gạch cao lên là khoảng cỡ 2 mét cô chú anh chị nha. Ốp gạch cao lên khoảng 2 mét, hai bên thì có ổ điện đồ đầy đủ hết cô chú anh chị. Nói chung là nhà mình thì còn tương đối là mới nha cô chú anh chị ha. Cái này thì cô chú anh chị mình mua về là mình ở ngay thôi, mình không cần phải tân trang hay sửa chữa nữa ha. Đó, nhà thì có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng cô chú anh chị. Hoàn công đầy đủ một trệt, một lầu cô chú anh chị ha. Ngôi nhà mình đó, cái tổng diện tích đất của ngôi nhà mình đó rất là nhiều cô chú anh chị. Tổng diện tích đất của ngôi nhà mình rất là nhiều cô chú anh chị ha. Tại vì ngôi nhà của mình á, hiện tại đang công nhận á, công nhận trên sổ á, là 36,4 m², nhưng mà trong đó nó có 2,86 m là khoảng không gian sân á, là không được công nhận cô chú anh chị nha. 2,86 m ở khoảng không gian sân là không được công nhận, thì ngang 3 giờ mình tính ngang 3 dài 3 thôi là 33 là 9 m của chú anh chị ha. Thì khoảng cỡ gần 9 m là không được công nhận, với lại được công nhận là 36,4 m của chú anh chị ha, thì nó rơi vào khoảng cỡ là 40 mấy m đó cô chú anh chị. Nó rơi vào khoảng 40 mấy m của chú anh chị nha. Ở tính luôn khoảng không gian sân kia là ngôi nhà mình là khoảng cỡ 40, 44, 45 đó cô chú anh chị. Ở khoảng cỡ đó cô chú anh chị nha. Ở thì cái khu vực này sẽ là sân nè, khu vực này phòng khách của ngôi nhà mình nè. Nhà mình thì đang sở hữu bề ngang là 3 mét ha, chiều sâu vô trong là 16 mét và nhà mình thì nở hậu ở đuôi là 3 mét, gần 3 mét mốt của chú chị nha, gần 3 mét mốt ha. Cái lối này mình di chuyển vô bên trong sẽ là khoảng không gian khu vực bếp, khoảng không gian khu vực toilet nè, rồi khu vực lavabo, khu vực để máy giặt ở bên này ha. Rồi cầu thang thì nằm ở bên này thì mình di chuyển lên bên trên, cầu thang thì đúc bê tông cốt thép của chú chị nha. Và đây sẽ là khoảng không gian khu vực một phòng ngủ ở dưới tầng trệt nè. Ở gạch thì chủ cũng ốp cao ráo lên tới bên trên luôn, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nhà mình thì đường cá là sàn bê tông cốt thép của chú anh chị ha. Cầu thang cũng bê tông cốt thép luôn. Và mỗi cái này đều có lớp cửa nha cô chú anh chị, đều có lớp cửa ha. Mỗi phòng đều có một cái lớp cửa. Đó, hướng này cô chú anh chị mình di chuyển vô bên trong nè, khu vực bếp nè, lavabo nè, rồi bồn cầu ở bên mà khoảng không gian để máy giặt ở đây nè. Đó, đầy đủ hết rồi. Rất là thuận luôn cô chú anh chị. Ở đây thì cầu thang thì đúc bê tông cốt thép, bề mặt ti thì bằng đá hoa cương ha. Tay vịn thì bằng inox 304 nha cô chú anh chị. Tay vịn này bằng inox 304 nha. Đó, bằng inox 304. Cái hướng này thì vô khoảng không gian bếp nè. Đó, khoảng không gian bếp của ngôi nhà mình đây. Đó, khoảng không gian bếp nha. Cái này bồn rửa chén của chú anh chị ha. Bồn inox 304. Khu vực này thì cô chú anh chị mình thiết kế mình để mà để bếp ga ở đây nè. Đó, rất là tiện của chú chị. Ở khu vực này mình để bếp ga. Đây ngôi nhà của mình đây của chú chị, khoảng không gian này ha. Ở đầu của ngôi nhà mình đó là
ngang là gần 3 mét nha cô chú chị, ngang là gần 3 mét ha, chiều dài là 16 mét nè. Ở đuôi của ngôi nhà mình là 3m07 nè cô chú chị. Thì ở trong đây thì sẽ là khoảng không gian này, không gian này được công nhận nè, công nhận là được 36,4m2. Còn cái khu vực này thì khoảng cỡ 9 mét là không được công nhận ha. Thì tính luôn cái này là nó rơi vào khoảng ngôi nhà mình khoảng cỡ 40 mấy mét vuông cô chú anh chị ha. 44 hoặc 45 mét vuông của cô chú anh chị. Thì ở đây sẽ là khoảng không gian bếp của ngôi nhà mình nè. Bên trong này sẽ là khoảng không gian khu vực toilet ha. Toilet của ngôi nhà mình đây, gặp thì cũng ốp cao ráo lên tới bên trên luôn cô chú anh chị sao. Ốp cao ráo đụng lên tới bên trên luôn. Cũng có bồn cầu rồi vòi sen tắm rồi đầy đủ hết ha. Cửa xài cửa nhôm nha cô chú anh chị. Ở cái hướng này của chú anh chị mình di chuyển ra khoảng không gian sân rồi ra tới khoảng không gian khu vực phòng khách nha. Rồi giờ cũng Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên lầu 1 để review ở bên trên. Nói chung là cầu thang nhà mình nó là cầu thang đúc bê tông cốt thép nên rất là kiên cố luôn, mình đi nó cũng thoải mái nữa cô chú anh chị. Lên bên trên đây có 3 phòng ngủ nè, rồi có một khoảng không gian khu vực toilet nằm ở phía sau này nha. Ở đây thì sẽ có cái vòi nước nè để mình có thể mình sinh hoạt ở đây cũng được. Rồi bên trong này sẽ là toilet của ngôi nhà mình đây. Ở khu vực toilet nha của chú anh chị. Gạch ốp cao ráo đụng lên tới bên trên luôn. Cửa này xài cửa nhôm kính của chú anh chị ha. Cửa nhôm kính. Bồn cầu rồi nè. Gạch ốp cao ráo xung quanh nè. Hướng này mình di chuyển ra một phía ngoài. Mình di chuyển qua phía ngoài nha của chú anh chị nha. Bên này sẽ là một phòng nè. Khu vực này là một phòng ha. Nói chung là ở trên đây sẽ có 3 phòng ngủ nha quý anh chị. Ở trên đây có 3 phòng. Này là phòng thứ nhất nè. Phòng này sẽ là phòng thứ hai nha quý anh chị nha. Phòng này sẽ là phòng thứ hai. Ở phòng thứ hai ốp gạch cao ráo lên tầm khoảng cỡ chừng 2m, 1m rưỡi ha quý anh chị nha. Phía ngoài này sẽ có một phòng nữa nè. Phía ngoài này sẽ có một phòng. Và ngôi nhà của mình hiện tại đang có cái hướng chánh là thuộc hướng đông của chú chị nha. Ngôi nhà mình hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông. Phía ngoài này sẽ có cửa sổ nè, rồi có lớp cửa chính nữa ha. Có khu vực khoảng không gian ban công, ở khu vực khoảng không gian ban công ở phía trước nè. Phía trước nè, cái khu vực đó là khu vực để mình di chuyển xe đó cô chú anh chị ha. Mình quay đầu xe của chú chị, cái hướng này mình di chuyển ra mặt tiền ha, 995 Hồng Bàng nha. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 12 quận 6 nha quý anh chị. Ở phía dưới này đường cái là ngôi nhà mình có khoảng không gian sân ở dưới á, mình đậu được khoảng có 3 chiếc xe của quý anh chị nha. Ngang 3 mét và chiều dài là 16 mét ha, và nở hậu là gần 3m1, kết cấu thì một trệt một lầu. Tổng diện tích đất của ngôi nhà này là gần 45 mét vuông đất của quý anh chị nha. Gồm 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Hiện tại ngôi nhà đang hướng chánh là thuộc hướng đông của chú anh chị, cách khoảng cỡ 2-3 căn nhà thôi là của chú anh chị mình ra tới ngay cái mặt tiền đường của đường Hậu Giang rồi của chú anh chị nha. Từ đây ra ngoài đó thì khoảng cỡ chừng là 10 mét thôi, 10 mét là ra tới mặt tiền đường của đường 995 Hồng Bàng. Ông Hoàng xin lỗi nha, 10 mét thôi mình ra 995 của đường Hồng Bàng của chú anh chị nha. Ở đây thì thuận tiện trong việc mà mình di chuyển ha, thì cái mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 3 tỷ 800 triệu nha. 3 tỷ 800 triệu, giá này thì vẫn còn thương lượng nữa. Nếu của chú anh chị nào quan tâm có thể liên hệ ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu của chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha, và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha của chú anh chị ha. Và bây giờ thì ngũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại của chú anh chị mình ở clip tiếp theo.